với tư vấn viên MDIT tại Thịnh Hà bày tỏ
đó chúng tôi cùng nhau chúc mừng chiếc bò vừa chính thức đồng hành lan tỏa yêu thương cùng Prudential đã liên tiếp đạt danh hiệu MDIT, một danh hiệu cao quý của người tư vấn viên tài chính trên toàn cầu. Và đến sự chương trình được tất niên của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía đại diện ban lãnh đạo công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Đào Minh Trung, trưởng cục phát triển kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Về phía đại diện ban nhóm kinh doanh, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chị Đào Thị Lai, giám đốc ban kinh doanh, cùng với các anh chị tư vấn viên là đồng nghiệp của chị Đào có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Về phía đại diện là ban chính quyền địa phương thì Hoàng Anh cũng xin trân trọng giới thiệu hôm nay cũng có sự hiện diện của ban lãnh đạo chính quyền địa phương thôn 1 nơi mà chị Nga đã sinh ra và lớn lên. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban lãnh đạo luôn. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý vị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để về tham dự chương trình tiệc tất niên trong buổi tối ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay chính là niềm vinh dự to lớn của chúng tôi. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị ạ. Và thưa quý vị khách hàng thân mến, để mở đầu chương trình thì Hoàng Mạnh xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Đào Minh Trung, trưởng cục phát triển kinh doanh công ty bảo hiểm nhân thọ của Bảo hiểm Việt Nam sẽ đại diện cho ban lãnh đạo công ty lên một đôi lời tri ân gửi tới toàn thể quý vị khách hàng trong buổi tối ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay thật lớn chào đón anh Đào Minh Trung. Thân thiện và đồng nhiệt nhất ạ. Và ngày hôm nay thì thực sự là một cái ngày rất là đặc biệt. Như quý vị khách hàng cũng được biết, với Prudential thì cũng được thành lập từ năm 1848 tại London, Anh, lưu hành của quý vị này được 175 năm rồi ạ. Trên thế giới, còn tại Việt Nam thì Prudential bước sang năm 2024, tức là vẫn có mặt ở đây 25 năm rồi. Và đặc biệt đối với tư vấn viên tại nhà thì như MC Hoàng Anh có giới thiệu với những tư vấn khách hàng thì cũng đã bước sang được 9 năm đồng hành cùng với tất cả những vị khách hàng ở đây. Nếu như mà xét về lịch sử tại Việt Nam thì tính ra là chị nhà cũng có đến gần gắn bó với Prudential đến 50% rồi trong suốt thời gian vừa qua. Và với chương trình hôm nay với sự tham dự của quý vị khách hàng thực sự có thể hiện đem sự tin tưởng mà quý vị khách hàng không chỉ đến Prudential, đặc biệt đó là khẳng định cái sự tin tưởng của quý vị khách hàng dành cho tư vấn viên tại Việt Nam. Và vậy thì với chị tại Việt Nam thì quý vị khách hàng thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời cho tôi xin tập pháo tay đấy. Vâng, và ban lãnh đạo công ty cũng như là tổng cục bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam kính chúc quý vị khách hàng năm 2024 sắp đến đây rồi cùng với gia đình một năm mới mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị nghe. Và ngay sau đây, Hoàng Anh xin trân trọng kính mời anh Đào Minh Trung, trưởng cục phát triển kinh doanh sẽ cùng quay trở lại sân khấu để gửi đến chị Nga lời chúc cũng như là giấy khen chúc mừng cho chị Nga trong 9 năm qua đồng hành cùng với Prudential. Và xin trân trọng kính mời chị Tạ Thị Nga sẽ cùng lên sân khấu ạ. Vâng, quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho chị Nga cho những thành công của chị trong suốt 9 năm vừa qua. Và mong rằng trong những thời gian sắp tới chị sẽ luôn luôn mang lại rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp dành cho quý vị khách hàng của chúng ta. Vâng, thì lời đầu tiên thì con xin gửi lời cảm ơn tới các bậc tiền bối trong gia đình. Thì hôm nay có sự hiện diện của ông Tạ Hồng Sơn cũng là chú ruột, là một khách hàng VIP của con luôn. Con xin mời ông dậy. Con mời ông lên đây với con ạ. Dạ vâng, thì đại diện cái ban lãnh đạo chính quyền thôn 1 cũng là nơi em sinh ra thì ai có ông Tạ Quang Trấn là bí thư của đại diện thôn 1. Con mời ông lên sân khấu, đứng cạnh con ạ. Ông lên đây đi ạ.
Dạ vâng, xin xúc động quá, không biết nói gì. Dạ vâng, thì không biết nói gì hơn, chỉ là một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các ông, các bà, cũng toàn thể các anh chị em và quý khách hàng thân thiết. Trong này thì có cả gia đình này, của nhà này, có anh chị em bên nội bên ngoại này, có bạn bè và tất cả các bạn đồng niên cùng lớn lên. Thì không biết nói gì hơn là một lời cảm ơn sâu sắc nhất đã có sự hiện diện trong ngày hôm nay ạ. Cũng là một dịp kỷ niệm 9 năm là đồng hành với Prudential và cũng hỗ trợ được tất cả quý vị khách hàng là lên tới bây giờ là 500 khách hàng rồi ạ. Thì trong đó có tất cả người thân của nhà cũng là khách hàng của nhà, nhưng mà một mong ước duy nhất đó là luôn luôn mong muốn mang cái giá trị bảo hiểm về quê hương. Nhưng mà hôm nay là một buổi tất niên, thay một lời tri ân của cả gia đình cũng như là của khách hàng đồng hành với nhà từ trước đến nay, bởi vì đây là nhà lớn sinh ra, cũng không biết nói gì hơn, xin chân thành. Xin thay ông ạ. Thứ nhất là ông đại diện gia đình, ông có lời với tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm nay không còn. Trước tiên cho thứ nhất và một điều để thay mặt cháu tôi xin cảm ơn chân tình đến các vị lãnh đạo của công ty của cháu tôi. Nguyên cháu tôi là chú ruột của cháu, cũng là tham gia công ty của thành viên, và tuổi của tôi thì năm nay là 64 rồi, sau năm là 65 rồi. Và tôi mua thì để cái quan trọng là cái giữ sức khỏe của mình đấy, chứ không phải mang một cái tính chất bất cứ một cái gì, thì đó là cái chuyện cộng đồng mà. Thế thì tôi mong tất cả các vị lãnh đạo của cơ quan và giúp đỡ cho nhà tôi sẽ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông. Dạ vâng, thì cũng là con cháu trong gia đình, cũng là nơi con chứng kiến con sinh ra đầy nhỏ của mình đến bây giờ, và cũng có những cái khao khát còn mang tất cả những cái giá trị tốt đẹp nhất về quê mình. Thì con xin mong cho con xin một cái lời cho con một cái lời cái nhủ á, sau này con về quê là sẽ làm được cái gì mà con đang muốn nhất. Kính thưa các ông và các bà và toàn thể các em trong cơ quan của cháu ngài, thực ra hôm nay là tôi đến dự đây, cái phát biểu đây cũng không phải không đâu. Thế nhưng đây là cháu của tôi, báo cáo với tất cả các ông các bà với các bác ở cơ quan, đây là cháu ngà, bố cháu là em tôi luôn. Thế là cháu của tôi là bác chứ không phải người ngoài. Thì trong cái buổi hôm nay là chuẩn bị cái đón cái xuân Giáp Thìn, và cháu cùng cơ quan tổ chức một cái buổi tiễn tất niên, và hôm nay là mời tất cả các ông các bà trong gia đình cùng với tất cả các khách hàng được các bác trong cơ quan đến đi dự buổi tiệc hôm nay, tôi thấy là rất là cảm động. Mà tôi cũng mong rằng, thôi thì tôi không nói cái chuyện mà đang ở chính quyền thì cơ quan thì địa phương cả, nhưng về gia đình thì tôi cũng mong rằng là cháu là cùng với tất cả các bác trong cơ quan luôn luôn đồng hành chung tay và luôn luôn giữ uy tín của khách hàng, mà cháu được đến như bây giờ chúng tôi rất phấn khởi và rất mừng cho các cháu. Tôi cũng mong rằng tất cả các quý vị ở đây cùng với tất cả các bác cùng với cơ quan cố gắng đồng hành và vượt lên nhiều hơn nữa, để mong rằng có một cái lượng khách hàng gấp đôi này sang năm 2024. Thế để chuẩn bị cho cái Tết Giáp Thìn sắp tới, tôi cũng là không dám thay mặt cho gia đình cháu ngà, nhưng mà tôi cũng là theo cái cá nhân, tôi cũng là chúc toàn thể các ông các bà ở đây cùng với các bác khách hàng cùng với các đồng chí trong cơ quan chuẩn bị sang năm mới, gia đình luôn luôn hạnh phúc và an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng kính mời anh Đào Minh Trung, chị Đào Thị Lai, ông Tạ Hồng Sơn và ông Tạ Quang Trấn cùng với chị Tạ Thị Ngà, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chúng ta chính thức khai tiệc trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Vâng ạ. Chương trình chúng ta chuyển sang một môn khai tiệc, thì mời tất cả quý vị khách hàng chúng ta cùng đến lên, được không ạ? Em chúc xin mời quý vị khách hàng thì cùng đứng lên. Chúng ta sẽ hô khẩu hiệu rượu đâu, rượu đâu. Rồi, 2,
đã có, anh chỉ tìm thấy em thôi. Làm sao xuống đôi chơi là em, bao vẫn còn là bằng tay em nói. Ôi rồi anh chưa về người tôi đã thấy rằng ngày người đưa tay mang xa rồi.
Yeah.
cùng với đó là những cái đối tác của cô nhà. Và một năm mới sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông và có một cái năm mà bùng nổ phát thật trong cái năm 2024 năm nay ạ. Và ở đây thì con cũng toàn đầy thật mà tôi có một câu gọi nho nhỏ dành tặng cho Vũ cho cái kỷ niệm 9 năm làm việc của Vũ. Số 9 thì nó là trường tồn và vĩnh viễn, đúng không ạ? Chúc Vũ luôn luôn sức khỏe và con có một món quà đến từ Bình Dương dành tặng riêng cho Vũ. Chúc Vũ luôn trẻ, luôn khỏe và đẹp mãi ạ. Yêu thương mình, năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi, và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rồi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới.